Hello, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh YouTube của mình. Tiếp tục phần 1 ở vlog đi chùa lần trước thì mình đã trở lại với phần 2 đầy màu sắc hơn. Bây giờ thì trời cũng đã chập tối rồi, khoảng 6 giờ rưỡi, 7 giờ rồi ha. Cho nên là bây giờ phố lấy đèn đèn thì mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan tiếp nha. Ở phía trước chánh điện và bên hông chánh điện thì sẽ có rất là nhiều người theo đạo ngồi nghe giảng kinh. Những người ở đây là đã ngồi từ hồi 4-5 giờ chiều tới bây giờ luôn, tới tối. Còn đây là khu triển lãm tranh, ngoài ra cũng có bán tranh và đồ lưu niệm, rất là đẹp. Còn ở chỗ này là phía bên hông chánh điện nè, thì bây giờ mình không có được vô ở trong chánh điện để quay phim, tại vì người ta đang giảng kinh giảng Phật á, cho nên là mình sẽ đi qua bên hông khu chánh điện, người ta đã bật điện lên rồi. Và
phải đủ mọi thứ. Dạ, con quay phóng sự. Phóng sự làm gì? Phóng sự đâu? Dạ. Ở kênh nào? Phóng sự kênh nào? Dạ không. Ờ, con quay lên làm lên YouTube. YouTube hả? Dạ. Có nhiều người xem không? Có nhiều người xem không? Dạ, con mới làm. Dạ, con quay làm quay hóc môn thôi à. À. Yeah.